Good morning các bạn, sáng nào cũng giữ mẹ già vài tiếng, từ khoảng 8 rưỡi đến 12 giờ, 1 giờ gì đó tùy, cho mẹ già tập thể dục buổi sáng nè, hít thở không khí sạch, đến khi mùa lạnh nè, không biết có chịu nổi không nữa. Đây mấy cây ớt của thằng chó nó trồng, có cái cây mồng tơi nè, mình tính chắc mình lấy cái hộp mình về vô chi mồng tơi, có canh mồng tơi ăn rồi nha, chỉ có cái không có cua. Ê, cua mình mua được chứ, nhưng mà mình không có giả cua ra được làm canh ha, để nguyên con vô nấu. Cây mồng tơi đây nè, mồng tơi nó có hộp nè, không biết mình cái hộp già mình ghim, hình như là chỉ lấy nhánh mình ghim thôi cũng trồng được phải không, hay lấy hộp trồng vui hơn, vô từng cái hộp quá chín chưa ta, mình hái thử một cái coi nó ra sao. À, cái hộp nè, ui sao nó đỏ tím nè, biết ăn được không ta. À, bữa nào hái về. Ê, xong hái cái hộp vậy, để cái mấy cái hộp già già đó giờ mình gieo chơi nữa. Thích trồng cây từ hộp nó mới vui. Cái ớt này thì nó xấu xí mà ăn nó không có ngọt cay gì hết. Cháu nó trồng cái này á, không phải là đất mà là sát cây, rồi nó tưới bằng cái phân hóa học gọi là synthetic fertilizer. Còn cái này, cái ớt này nó nói cay lắm nên mình chưa ăn thử, rồi cay quá mình cũng không thích lắm, ăn vô cay mà đi ra nó cũng cay nó mới chết. Cay miệng thì uống nước được, còn cay cay kia thì phỏng. Tính ra hái mấy cái hộp này, nhưng mà thôi mình chờ 1-2 ngày nữa cho nó, cái hộp nó già đi đã, chín nó hơi héo héo, cũng như nó hơi khô là mình biết nó già rồi. Mình nó hái chừng 5-6 hộp ha, 10 hộp nhiều quá mà. Cái mình về mình lấy cái chậu mình gieo lên. Yeah, có canh mồng tơi ăn nha. Rồi gieo mùa này không biết có đúng không ta, mùa này mùa lạnh là tới chắc để hộp khô mình phơi khô để dành không được. Thì có những cái cây, cái ổi lớn không nổi ở đây. Có cây táo mà táo là cái bông nó lên được, nhưng mà mình không có chăm sóc á, cho nên cái trái nó rất là xấu xí. Ở Việt Nam mình thấy không có trồng táo ta, chắc ở Đà Lạt có ha. Ở đây nó có một cái trái vậy cũng nó nhỏ quá. À, cái táo bên đây không ai ăn hết á. Mình nhớ hồi lúc mới qua Mỹ á, cái nhà bên cạnh của bà Mỹ, bà có cái cây trái táo mà táo Fuji apple nó rất là ngon luôn, thơm á. Đứng gần là cái mùi thơm với cái mình ra thấy bà nói chuyện hello, cái bà chào hỏi, bà hỏi mình muốn ăn apple không, bà cho cái mình xin cái cho ăn. Đó tập tiếng Anh bập bẹ, thấy mấy bà Mỹ già nói chuyện thích lắm. hello, how are you? Cà phê xe đá. Này nó mọc cái trái tự nhiên ngay đây, có cái nhánh ra cho nó mọc cái trái ngộ. Hai bữa nào nó, vài bữa nữa mình hái ăn á, trái này không có bị sâu nè, mà nó nhỏ quá. À, trái này cũng tốt quá nè. Đây cũng có trái cam, mà cam không có trồng, mà không có săn sóc cho nên nó dở ẹt à. Nó chua lắm. Oh my gosh. Trời hôm nay thật là mát mẻ và thật là sạch sẽ luôn. Nhìn lên núi, thấy từ cái nhà lên trên núi luôn. Wow. Giờ đi ra biển để tặng bông hồng cho em chắc vui. Thôi đi kiếm em. Lo cho mẹ già xong rồi, bây giờ mình lúc nãy định ra chợ Việt Nam mua đồ ăn, khi mua mấy cái đồ linh tinh đem lên cho con gái, tại mình cũng nhớ nó quá, mình kiếm cớ mình đi lên thăm nó. Mà thằng con trai nó đề nghị là nó muốn ăn pizza ở Costco. Mình thì chỉ muốn đi một chỗ à, làm biếng đi hai ba chỗ. Cho nên chắc bây giờ mình ra Costco mua pizza rồi đi về.
Ngày chiều đến hứng thì mình đi chợ mua cái kia sau, hay là có thể ngày mai. Lười cái tật lười biếng, ở nhà quen rồi, về thấy về nhà thấy thoải mái. Bởi vậy đi một mình mà không có ai, tự nhiên đi đi chơi bằng biển một mình thấy buồn quá. Nhất là những ngày đẹp như vậy nè. Từ đây mình chạy xuống Monterey là đi dạo dạo phố biển này nọ, rồi cái ăn đó, ăn mấy cái đồ linh tinh. Mà mấy cái đồ Mỹ thì thường có như là clam chowder hoặc là ăn cua luộc, rồi cua luộc Mỹ nó lạnh mình không thích, rồi không thôi thì ăn ba cái linh tinh, calamari là cái mực lăn bột chiên á, mà mình không có thấy ngon. Mình thấy mực ở bên đây nó không có tươi bằng mực ở bên Việt Nam á, mình không thích lắm. Mực ở Việt Nam thì thôi mình thích. Nhớ lần đi Rạch Giá đó, mình ăn cơm cái người ta kêu cái món mực xào dưa leo, mình nhìn nó nói chết mọt rồi, cái này nhìn có vẻ tanh quá. Ăn thử miếng, trời ơi sao mà nó giòn nó thơm, không có một cái mùi tanh nào hết mà nó ngon quá trời ngon, ăn ăn gần hết dĩa luôn. Phú Quốc mà, à, phải Rạch Giá chứ quên, ở Rạch Giá, Phú Quốc Rạch Giá thôi, mực thì thôi, tươi ha. Đồ tươi thì chỉ luộc lên là chấm muối tiêu là mình thấy ngon nhất à. Cua đồ biển đồ gì của Mỹ nó luộc lên rồi nó để ướp nước đá rồi nó đập ra nó ăn lạnh lạnh, mình ăn cũng được nhưng mà mình thấy nó không 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 thích, mình thích ăn nóng hơn. Tép cũng vậy, nó tép nó luộc lên rồi cái nó gọi là cocktail shrimp á, là lạnh ngắt à, nó để cho chấm với cái sauce rồi ăn uống bia đó. Mình ăn ok nhưng mà mình thích nóng hơn tại quen này. Costco thì mình cũng không biết mua gì nữa, cho nên chỉ với lại hai nữa là đông, trước cuối tuần người ta đi đông lắm, mình chỉ chạy ra cái chỗ food court là cái chỗ bán đồ ăn á, nó bán hot dog pizza rồi ba rẻ lắm, hai miếng pizza có chừng 5 đồng, rẻ hơn chứ 4 đồng à, rồi một cái hot dog thì cũng 2 đồng. Hồi xưa đi làm có lâu lâu tụi nó cũng mấy đứa bạn rủ ra Costco ăn lunch thì kêu cái hot dog hay miếng pizza ăn nó no bụng liền, rẻ rẻ coi như là có gia tốn chừng. Mà hot dog là rẻ nhất á, hot dog thì có thêm cái miếng, có cái drink nữa, cái soda nữa, hình như có 2 đồng mà một bữa lunch có 2 đồng, quá rẻ luôn. Nhớ nhớ rõ vậy đó, để coi mình check lại, mình không để ý, thấy nó rẻ quá mình không quên, không để ý. Tiện làm là đi làm lâu lâu ăn mấy cái món đó thấy, còn nhiều khi vô trong quán ăn á, mỗi đứa tốn khoảng 30 đồng một người rồi. Mà không, thường thường birthday của đứa nào ở trong công ty đó, rồi cái rủ nhau đi ăn vậy đó. Mùa này lạnh lạnh thấy thích thích làm sao á, coi mấy cái hình ảnh nó đang quảng cáo bán mấy cái gà lôi nướng rồi nó thấy cũng thích thích, mà ăn thì không ngon, nhìn con gà lôi nướng lên nhìn thấy nó đẹp lắm, nhất là mấy cái hình quảng cáo á nhìn hấp dẫn lắm, nhưng mà mình mà phải ướp qua ban đêm kìa, ướp muối tiêu với apple juice rồi này nọ rồi đó, xong rồi cái lá thơm, xong rồi cái nướng lên, nhưng mà nướng cho thật thật là chín mà nó không có khô á, thì ăn nó còn ok. Mà ăn chừng bảo đảm nha bạn, ai mà chưa ăn gà tây á, gà lôi ăn chừng một miếng hai miếng là ngán nè, nó khô nó không có ngon. À, ví dụ như gà mà gọi gà master Việt Nam á, ăn trời ơi đã, ăn hoài luôn, còn gà lôi ăn chừng một hai miếng ngán cũng chết. Mà mình thích hồi đó đi qua mấy nhà bạn gái đi chơi đó, thì con gà lôi là cũng như một cái lễ tạ ơn á, là con gà lôi là cũng như là nhân vật chính, không phải nhân vật món chính,
thì cái mấy cái món phụ là mình khoái nhất á, là mấy cái món phụ giống như ba cái bánh ngọt rồi ba cái linh tinh này nọ rồi đó. Còn cái miếng gà lôi là chỉ để coi như là ngày lễ tạ ơn, mình phải cúng cúng ăn gà lôi mừng, ăn mừng vậy đó. Thì tụi Mỹ thì nó không cúng, nhưng mà trước khi ăn nó cầu nguyện giống như là cảm ơn trời đã ban cho một năm này kia kia nọ vậy đó, phải không? Lễ tạ ơn ở bên Mỹ nó giống như cái gì ở bên Việt Nam ta? Tạ tổ. Giống như mấy người nghệ sĩ dỗ tổ, dỗ tổ, mình không biết tổ gì nữa. Tổ mà không biết, không có tên tuổi, không có gì hết, chỉ là ông tổ. Mình nghĩ cũng gọn gọn. Ví dụ như trong gia đình thì mình thờ tổ tiên thì mình cũng biết ông cố ngoại đồ, ít nhất thì ông nội. Còn này ông tổ không biết tổ ai nữa. Cái này quen, cái chuyện đó người ta làm mình thấy ngộ ngộ vậy thôi, nói không bị chửi. Thấy lạ lạ. Mình định đi ra mua bánh mì, thèm bánh mì, cái thằng con nó đòi ăn pizza thôi, lỡ chớn rồi mình về mình ăn cái nồi canh mình canh luộc, canh cải luộc của mình ăn 3 ngày chưa hết nha. Cái này là phải về giải quyết đó. Chuyển mùa là thích nhất, là mình nói hoài nó hơi nhàm chán, nhưng mà cái mùa này chuyển sang mùa khác mình thấy nó thích cái không khí. Mùa hè vừa hết rồi cái nó chuyển sang mùa thu, cái nó lạnh đã, nhưng mà tính mùa đông lạnh thiệt lạnh, cái nó trở lại mùa xuân ấm nó khoái lắm. Vào cái mùa này hồi xưa thì nghĩ tới football, nghỉ lễ, đi chơi Reno, Vegas, mấy cái vùng gần gần LA này nọ đâu, phải không? Còn hè thì mùa từ nghĩ tới đi vacation là đi Hawaii, Florida. Bây giờ thì thôi mọi chuyện dẹp qua bên trước. Ôi mà nghe nói hình như là Việt Nam cho đi du lịch từ hồi tháng 12 này đó. Mình nghe nó đọc trên Yahoo News nó nói vậy đó. Tại vì mình là người Việt Nam đó, nhiều khi mình search mấy cái chuyện giữ Việt Nam này nọ là tụi internet nó hay lắm, nó có cái gọi là cái cookies, nó monitor cái mình search đó. Rồi cái nó biết mình Việt Nam, nó hay để mấy cái tin tức của Việt Nam qua. Rồi cũng dịch ra từ mấy cái báo Việt Nam không à, mấy người làm Yahoo cho Việt Nam dịch ra tiếng Anh rồi vậy đó. Chứ không có gọi là phóng viên ở bên Việt Nam đâu. Mình nghĩ không có đâu. Ở Việt Nam, Yahoo Việt Nam thì cũng vậy, ví dụ mấy tin tức Mỹ là gì họ cũng đọc tin tức Yahoo rồi dịch ra tiếng Việt Nam xong. Gọi là lazy, nhà báo lazy, nhà báo lười biếng. Còn hơn nữa là nhiều người làm YouTube đọc tin tức cả ngày xong rồi ngồi xuống ôn lại tin tức cho người ta đó. Người nào mà muốn thích về tin tức về thời trạng thì tự họ đọc, mình thấy nó chính xác hơn là phải qua một người nào đó họ thông dịch lại, là họ thêm muối thêm mắm là chi, mình thấy cũng ngộ. Không có nhiều người thông dịch thẳng từ tiếng Anh qua tiếng Việt Nam thì cái đó không, mình không nói. Ví dụ như là bạn mình á, bạn quen từ YouTube là anh ta là ví dụ bật cái đài CNN lên rồi, hay là cái này kia cái nọ, anh ta dịch từ tiếng Mỹ ra tiếng Việt Nam cho người ta coi, người ta hiểu, thì cái đó là mình thấy ok, thấy good. Còn nhiều người á, nguyên ngày ví dụ như những cái headline news họ coi xong rồi họ về họ báo cáo lại, xong rồi họ phân thêm, bỏ thêm mắm thêm muối, rồi nhiều khi không hiểu rõ nữa. Mình thấy mấy cái đó nó gọi là không phải fake news, nhưng mà gọi là thêm mắm thêm muối là gì, thiên vị đó, tin tức mà thiên vị. Mình trên mà vậy chứ mà cũng nhiều người coi. Anyway, tự do, ai muốn làm gì làm thôi.
bởi mình không có làm, ví dụ như cái tin nào mà nó nóng bỏng bữa đó thì mình đem ra mình nói cho vui vậy thôi, chứ còn mình không có cái kiểu như mình gọi là regurgitate lại cái tin tức, cũng như là coi xong rồi mình thông báo lại vậy đó. Là cái đó cuối cùng cũng như cái trò chơi, ví dụ như một người này nói qua một cái tay này, người kia nói qua tay kia, ví dụ như gọi là cái trò chơi này á, ví dụ như một người người 10 người, ví dụ người thứ đầu nói ok một cái câu đó, xong rồi cái người này sang người này nói thêm một cái câu, cho truyền từ cái số cái lỗ tai một cái tính cái lỗ tai thứ 10 nó thành khác hẳn luôn. Nghĩa là cái câu đầu tiên của người ta cho biết á, là ví dụ như là hôm nay trời rất là đẹp cho nên cô ấy đi câu cá, xong rồi cái người này vậy tới xem qua người này nói nhỏ, người này nói hôm nay trời rất đẹp cho nên người ta ra sông câu cá, thêm một cái chữ sông dối dối rồi đó, cái người kia thêm một tí thiếu, thêm thôi chí xíu, cuối cùng đến cái người thứ 10 ấy thành sai bét luôn. Là vậy đó, là mình thấy mình đọc tin tức thẳng từ cái nguồn để nó tốt hơn vậy thôi. Bữa nay quê làm nhảm quá hả, mình đi ra đây lấy pizza cho thằng con đi, mình xin ngưng. Về tới nhà rồi, đây là món ăn lunch của mình đây, tàu hủ mình thảy vô đây luôn. Cái nồi canh mình nấu cũng 3 ngày rồi, cải nó rượu nó rụp hết rồi. Coi mình ăn này cũng được, không có tinh bột, buổi chiều thèm lắm thì ăn chút xíu. Chiều nay mình xào cải chua, thịt bằm, ăn với cơm chiên trứng. Yeah, buổi cơm đạm bạc ở bên Mỹ đấy các bạn ơi. Mấy cây xương rồng của mình quên cứ lộn hoài, mấy cây thanh long của mình gieo từ hộp hồi một tây tháng 9, coi như là hơn một tháng tuần rồi. Nó đẹp có nhiêu đây thầy à, mình nghĩ nó chậm nhưng mà sao nó chậm quá vậy ta. Thấy cái tên trên kia, cái thằng kia nó trồng tới vậy một tháng là nó có cái nụ chính giữa của hai cái lá này, còn cái này mình một tháng 10 ngày rồi mà thấy nó chưa có hai lá. Anyway kệ nó, trồng cho vui mà, mình mong cho nó lên cái thành cái xương rồng, nhìn nó giống như cây kiểng mình chiết nó ra cho nó vui. Ớt này thấy có vẻ tốt rồi đó. Yeah, phải đi kiếm cái gì mình che lại cho mùa đông lạnh lắm, nó sợ nó bị đông lạnh nó chết thôi. Qua tới mùa xuân là thấy có trái ăn rồi. Chiều đói bụng rồi, bây giờ mình làm thức ăn, ăn với cơm gạo lứt. Gạo lứt thì mình chỉ dùng microwave mình hâm nó thôi, tại vì nó là của Hello, xin chào, đến chiều rồi, đến giờ mình ăn tối rồi. Còn đồ dư mình không biết nên dục hay là nên làm thử. Mình tự nhiên nghĩ ra cái món hầm bò lằn sáng cấu. Có thịt bằm này, có cái cải chua này, mình thấy vô mình xào rồi cho nó ra cái mùi vị gì không. Ăn với cơm gạo lứt, nếu ăn không được chắc mình phải bỏ chạy đi mua đồ ăn. Đây là cái tô thịt bằm dư, mình bỏ tí nước mắm, tí tiêu. Rồi cái này thì cải chua nè, mình đã ngâm với nước, mình dắt nó ra rồi. Tại thật ra nó mặn hơn là nó chua, và cái mùi này mình thấy không có giống cái hồi xưa mình ăn, cho nên mình biết xào nó ra sao. Bây giờ mình xào lên ăn thử rồi. Nấu ăn chế biến này không biết nữa, cứ làm đại rồi. Thật ra nếu người ăn được thì ăn, không được chắc mình quăng đi. Tại vì thịt này để thêm ngày nữa là chắc mình phải bỏ rác rồi. Mua cũng 4-5 ngày rồi mà cứ mà biến nấu rồi cứ đi ra mua đồ ăn ngoài đó. Cuối cùng bữa nay phải nấu cho là dục đi. Mới đầu người định nấu cháo bằm, cháo thịt bằm, mình nghĩ là mình muốn ăn được gạo. Mình nấu gạo lứt, cháo gạo lứt thì đó giờ kia là nấu như bữa nay làm thử ra. Đang thèm chè đậu xanh mà còn nữa được chè đậu xanh chín nấu đi mà thôi. Mình nướng, có cái rồi nướng à. Nướng đèn lên nấu
lâu, cả ngồi một tiếng hai tiếng hồ nó mới nở, nó nở ra thôi hết con đó. Rồi thấy cả chua này vô đây đi, không biết nó ra sao nữa đây, trời ơi khó thiệt. Chỉ cho nó nóng lên là thôi xong rồi đó. Mấy cục này to quá luôn. Nhìn nó nó nổi tệ, không biết sao nữa rồi. Mà chút nó ăn là cho biết sao nha. Giờ mình cho nó nóng lên cái là mình đi làm cơm ăn. Giờ mình thử coi. Mặn quá. Mặn quá mau, mặn quá xa. Đây là cái gạo lứt mình nấu rất là ngon trong microwave. À, bấm 1 phút rưỡi là xong. Nấu gạo lứt thì cũng làm biến quá, cho nên vậy đó. Dĩa cơm đây, gạo lứt. Cái món này mình không biết làm sao, nếu bây giờ mình ăn với cơm thử cho nó ra làm sao nha. Mình bỏ một tí đường vô, tại nãy mình ăn thấy mặn quá. Mình sao hồi nhớ cái cải này đó nó chua chua chứ sao mà nó mặn dữ vậy biết. Cái này mình mua cải mặn chứ không phải cải chua rồi. Ăn đi. Xin mời cả nhà. Oh my god. Ăn cũng ok nhưng mà thấy chán quá, cưới con vợ cho nó nấu ăn. Không biết nấu ăn nói là bậy bạ không. Thôi mày ăn đi, ăn chút xíu. Bye bye.